Tỉnh Biên Hòa thuộc giáo phận Sài Gòn.
từ năm 1963 đến năm 1971 tu học tại Tiểu Trung Viện, Thành Du Xe, Sài Gòn. Từ năm 1971 đến năm 1977 tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio 10, Đà Nẵng. Từ năm 1977 đến năm 1980 giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc giáo phận Xuân Lộc. Ngày 31 tháng 12 năm 1980, thụ phong linh mục tại nhà thờ giáo xứ Văn Hải thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1981 đến năm 1991, chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quýt thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1991 đến năm 2001, chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước Lễ, giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 2001 đến năm 2005, du học tại Học viện Công giáo Paris, tốt nghiệp với học vị cao học thần học tín lý. Từ năm 2006, phụ trách thường huấn linh mục, giám đốc chủng sinh, tổng thư ký hội đồng linh mục giáo phận, phụ trách chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn thuộc giáo phận Bà Rịa. Từ năm 2011, tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Ngày 28 tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa với quyền kế vị. Phương châm sống đời giám mục: vâng nghe thánh thần. Ý nghĩa huy hiệu giám mục: ý tưởng chung, đức ái mục tử. Cây gậy chân chiên mang hình thánh giá, người mục tử theo gương mẫu của Chúa Giêsu yêu thương đến cùng. Ngọn lửa luôn bừng cháy mang hình ảnh trái tim của Thiên Chúa là tình yêu. Những ánh lửa tạo nét cho biểu tượng Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu, không phải trong tư thế ngự xuống nhưng là đang bay để dẫn đường. Đầu gậy xoay theo cùng hướng nhìn của chim bồ câu. Mục tử tiến bước nhờ Thánh Thần để dẫn chiên đến và giữ chiên ở lại mãi trên đồng cỏ xanh với dòng suối mát của ân sủng, để chiên được sống và sống dồi dào. Phương châm sống: vâng nghe Thánh Thần. Ý nghĩa trọn vẹn là ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần, dễ dạy, dễ bảo trước sự soi dẫn của Thánh Thần, dễ dàng đón nhận tác động, mau mắn theo sự thúc đẩy, vâng nghe những soi dẫn của Chúa Thánh Thần, vâng theo tác động của Thánh Thần để trung thành bước theo Chúa Kitô, tận tâm phục vụ nước trời, xây dựng niềm thể giáo hội. Để cho Chúa Thánh Thần thăng tiến bản thân, hoạt động cách sáng tạo và cuộc sống được vui tươi, an bình. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay trong niềm hân hoan vui mừng, chúng ta từ muôn nơi quy tụ về đây để tham dự lễ tấn phong giám mục của cha tổng đại diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa. Đây là hồng ân cao trọng Chúa ban tặng cho hội thánh, bởi vì nhờ việc đặt tay, vị giám mục được Chúa Thánh Thần sức dầu đã lãnh nhận sự trọn vẹn chức tư tế tối cao và nhận lãnh thực tài toàn vẹn của tác vụ thánh. Các ngài đã trở thành sự hiện diện hữu hình của Đức Kitô để nối tiếp sứ mạng cứu độ của Chúa giữa lòng nhân loại
như một vị thủ lãnh của hội thánh, không phải chỉ trên giáo phận được trao mà còn hiệp thông với các giám mục trên toàn thể hội thánh. Vì vậy, tâm tình trước tiên của chúng ta hôm nay là hiệp cùng toàn thể hội thánh, cùng với giáo phận và với đức tân giám mục, chúc vinh cảm tạ tình thương vô biên của Thiên Chúa đã mời gọi một số người thông hiệp vào chức tư tế tối cao của con Ngài, để các ngài trở nên sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa lòng nhân loại, hầu tiếp tục sứ mạng cứu độ. Sứ mạng giám mục thật cao cả, nhưng cũng thật nặng nề, nhất là giữa một thế giới thờ ơ tôn giáo và hưởng thụ ngày nay. Hẳn Ngài luôn cần đến lời cầu nguyện của chúng ta để được tràn đầy Chúa Thánh Thần, khôn ngoan gìn giữ sự hiệp nhất của giáo phận và nhiệt thành dẫn dắt dân Chúa tiến tới đỉnh thánh thiền như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề nghị. Hai ưu tiên cho hết thảy các giám mục là nuôi dưỡng lòng ao ước nên thánh giữa dân Chúa trong một thế giới không lý tưởng, và giúp các linh mục, cách riêng những linh mục đang gặp khó khăn. Giám mục được xem như thượng tế của đoàn chiên, nên có thể nói rằng sự sống trong Chúa Kitô của các tín hữu phát xuất từ giám mục và lệ thuộc Ngài. Vì vậy, sự khôn ngoan và thánh thiện của giám mục chắc chắn ảnh hưởng đến con đường thiêng liêng của các tín hữu. Xin cho đức tân giám mục của chúng ta luôn rộng mở tâm hồn cho Thánh Thần hiện diện, để Ngài sẽ là khuôn mặt, là cuộc đời, là con tim Giê-xu rung đập trong lồng ngực giáo phận, đem lại sức sống và ân sủng dồi dào, nuôi dưỡng cộng đoàn dân Chúa lớn lên trong niềm tin, tình yêu và hy vọng, thể hiện đúng tâm nguyện sống của Ngài. Vâng nghe Thánh Thần. Tâm tình thứ hai, chúng ta cùng nhau cảm tạ Mẹ Hội Thánh Công Giáo, tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu thương tín nhiệm và trao ban cho hàng giáo phẩm Việt Nam một người con tiếp nối sứ mệnh tông đồ, phục vụ dân Chúa trong nhiệm vụ giám mục. Cảm ơn các thánh bộ của giáo triều Roma đã thương tín nhiệm và đề cử một người con dân Việt Nam được gia nhập giám mục đoàn hội thánh. Cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến cử và đón nhận một người anh em vào giám mục đoàn Việt Nam. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp dâng hy lễ tạ ơn và sốt sắng cầu xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu cho các mục tử trong hội thánh, cách riêng cho đức tân giám mục, để các ngài chu toàn nhiệm vụ cao cả và nặng nề mà Chúa đã trao phó, và luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước.
thành thần tình yêu, như tình yêu thúc đẩy thì bao nhiêu xấu chỉ ở đây. Còn nhận ra cho con vâng nghe tiếng Ngài trong ân riêng của sứ mạng, bước đi cùng đoàn chiên một lòng nghe giáo hội và nghe ai bé bọn thành tâm xây dựng hiệp nhất cho dân Ngài. Thương đau
hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho ba gian truân dẫu cuồng phong dâng đầy nẻo đường đời, con không âu lo khi biết rằng cha sẽ ủi an con. Cho con sinh ra trong gian trời, cho con ra nghe lời gọi con đi, dù tâm tư con không thể yêu thương. Đêm đen âm u hay ngày dài đêm vắng buồn xa xôi, đông qua xuân sang dẫu hè hay thu buồn ngập vào đời, con luôn an vui vì cha là chính suối nguồn yêu. Ngày đại lễ hôm nay, giáo phận Bà Rịa chúng con hân hoan vui mừng được chào đón nhiều vị khách quý đến từ khắp nơi trong nước và hải ngoại. Giờ đây chúng con xin mạn phép được trân trọng giới thiệu đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trước hết, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về dự lễ tấn phong hôm nay, có sự hiện diện đông đủ và đầy tình thương mến của các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.
song vì lý do thời gian nên chúng con xin phép được giới thiệu và xin cộng đoàn cùng vỗ tay chào mừng quý đức cha theo từng giáo tỉnh. Đến từ giáo tỉnh Hà Nội thủ đô, chúng con xin trân trọng giới thiệu đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu; đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng; đức cha Joan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa; đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa; đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn; đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm; đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm; đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình; đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa; đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh; đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh; và đức cha Lorenzo Chu Quang Minh, giám mục phụ tá giám mục Hà Nội. Đến từ giáo tỉnh Huế cố đô, chúng con xin trân trọng giới thiệu đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Bôn Ma Thuột; đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng; đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum; đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang; và đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Về từ giáo tỉnh Sài Gòn sở tại, chúng con xin trân trọng giới thiệu đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ; đức cha Anton Vũ Huy Trương, giám mục giáo phận Đà Lạt; đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên; đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên; đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho; đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết; đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường; đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường; đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long; đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc; và đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc. Tiếp đến, chúng con xin hân hoan chào mừng và giới thiệu sự hiện diện rất trân trọng và quý mến của cha Jean-Baptiste Essaren, nguyên bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, các cha tổng đại diện các giáo phận, quý viện phụ, quý cha giám đốc các đại chủng viện, quý bề trên các hội dòng trong nước và hải ngoại. Và chúng con xin chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, ân nhân thân nhân của đức cha Emmanuel và của giáo phận Bà Rịa về dự lễ tấn phong hôm nay. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào thánh lễ trong tâm tình hân hoan và cảm tạ. Kính mời cộng đoàn đứng. Nhân diện cha và con và thánh thần, bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, sáng nay các thành phần dân Chúa
thuộc Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Bà Rịa ngập tràn niềm vui cùng nhau tham dự nghi lễ tấn phong giám mục cho linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó Giáo phận Bà Rịa. Chúng con vui mừng chào đón vị đại diện tòa thánh, các đức hồng y, các đức tổng giám mục và giám mục, các tổng đại diện và các linh mục, các viện phụ, các giám tỉnh, các bề trên, các tu sĩ nam nữ, các giám đốc đại chủng viện và chủng sinh, cùng tất cả anh chị em tín hữu đang hiện diện tại nhà thờ chánh tòa này. Chúng con kính xin các vị cầu nguyện cho Đức Tông Giám mục Emmanuel của chúng con trong tình hiệp thông huynh đệ giám mục và linh mục, và trong sự liên đới trách vụ mục tử, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót đã thương nhìn và chọn gọi Đức Tông Giám mục Emmanuel cách đây 36 năm trong thánh chức và tác vụ linh mục. Hôm nay một lần nữa Ngài thương nhìn và chọn gọi người anh em chúng con trong thánh chức và tác vụ giám mục của đoàn chiên giáo phận. Nguyện xin Chúa thương ban cho người ân sủng, niềm vui và bình an để người trở nên mục tử theo gương mẫu Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Chúng ta hãy thành tâm ăn năn thông hối về các lỗi phạm của mình để xứng đáng hiệp dâng thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ vì lòng dòng dài ban ơn sủng khôn ta mà hôm nay Chúa muốn đặt tôi tới Chúa là linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đây, làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa chúng con. Xin Chúa thương ban cho người biết chu toàn nhiệm vụ giám mục cách xứng đáng, và nhờ Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Người biết dùng lời nói và gương sáng hướng dẫn đoàn dân đã được ủy thác cho người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần thế nào, thì Chúa cũng đang làm như thế cho những người được Ngài tuyển chọn trong chức vụ tông đồ hôm nay. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách công vụ tông đồ. Vào ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời vang lên tiếng động giống như tiếng gió thổi mạnh, rồi ùa vào đầy nhà nơi họ đang ở. Họ thấy xuất hiện những lưỡi như thể bằng lửa, phân tán ra và đậu trên từng người. Thế là mọi người được đầy tràn Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Đó là lời Chúa.
những lời thủ lãnh tông đồ Phêrô nhắn nhủ các kỳ lão trong hội thánh sơ khai chính là những lời mẹ hội thánh ân cần nhủ khuyên những người được tuyển chọn để trở thành người phục vụ dân Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, là một người thuộc hàng kỳ mục, là chứng nhân về những đau khổ của Đức Kitô và cũng là người được thông phần vào vinh quang sắp được tỏ hiện, tôi có mấy lời khuyên nhủ đến hàng kỳ mục trong anh em. Hãy trăn giác đoàn chiên của Thiên Chúa nơi anh em, chăm sóc họ không phải vì bị ép buộc, nhưng là tự nguyện theo ý Thiên Chúa. Không phải vì lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Cũng không phải như kẻ thống trị những người được giao phó, nhưng trở nên gương mẫu cho đoàn chiên. Và khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang không hư nát. Đó là lời Chúa. Chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ những lệnh truyền của Thầy. Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở với các con và ở trong các con. Đấng bầu chữa là Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa. Trước khi bước vào nghi thức, chúng ta cùng khẩn xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta, và đặc biệt thánh hóa người được Thiên Chúa tuyển chọn làm linh mục thượng phẩm của Chúa Kitô. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúa, trong rồi cho đáng mừng.
Kính mời cộng đoàn ngồi. Phần 1, các nghi thức chuẩn bị. Nghi thức tấn phong giám mục cho Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tân giám mục phó giáo phận Bà Rịa, được cử hành bởi vị chủ phong là Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, cùng với hai vị phụ phong là Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, và Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Chúng con kính mời quý Đức cha chủ phong và phụ phong tiến đến ghế nghi lễ trước bàn thờ. Nghi thức tấn phong gồm 3 phần: nghi thức chuẩn bị, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Giờ đây, một linh mục phụ tá của tiến chức sẽ xin Đức giám mục chủ phong tấn phong giám mục cho Ngài. Thưa cha đáng kính, giáo phận Bà Rịa thỉnh cầu cha phong linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn lên chức giám mục. Cha có tông sắc không? Thưa có. Cha hãy đọc lên. Kính mời cộng đoàn đứng, và sau khi tông sắc được công bố, xin cộng đoàn cùng đáp tạ ơn Chúa và vỗ tay để biểu lộ niềm vui mừng cảm tạ. Phanxicô giám mục, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, thân gửi con yêu dấu Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, thuộc hàng linh mục giáo phận Bà Rịa và là tổng đại diện, được chọn làm giám mục phó của giáo phận này, lời chào thăm và phép lành tòa thánh. Khi chăm sóc toàn thể đoàn chiên của Chúa, cha mong muốn tất cả các con chiên đều được ân cần hướng dẫn và được yêu thương. Đồng thời cha cũng lo liệu xếp đặt tất cả những gì có thể giúp cho đoàn chiên được nuôi dưỡng cách dồi dào hơn. Vì thế cha chấp thuận thỉnh nguyện của hiền đệ khả kính Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, vì muốn các hoạt động mục vụ được thực thi cách hiệu quả hơn, nên đã xin một giám mục phó cũng là người cộng sự trong thừa tác vụ tông đồ. Con yêu dấu, con có nhiều đức tính thích hợp và được củng cố nhờ các ân phúc thiêng liêng. Cha nghĩ đến con vì con được xét là có đủ khả năng đảm nhận và thực thi cách hữu hiệu phận vụ này. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của Thánh Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc với thẩm quyền tông tòa, cha đặt con làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa với tất cả quyền hành được trao cũng như các nghĩa vụ phải thi hành theo quy định của giáo luật liên quan đến địa vị và chức vụ của con. Trước khi được tấn phong giám mục tại bất cứ quốc gia nào ngoài thành Roma, con phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với cha và các đấng kế vị cha theo như luật giáo hội quy định. Con sẽ thông báo việc con được chọn làm giám mục cho hàng giáo sĩ và cộng đoàn tín hữu. Cha thân ái khích lệ tất cả mọi người tiếp nhận con cách xứng hợp. Sau cùng, con yêu dấu, cha chỉ muốn con luôn vững tâm, chọn niềm tín thác tựa nương vào Chúa khi con bắt đầu thi hành phận vụ giám mục phó này. Nhờ đó các tín hữu được thêm phấn khởi và thăng tiến hơn. Ban hành tại Roma cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 28 tháng 11 năm 2015, năm thứ 3 triều đại giáo hoàng của cha Phanxicô.
Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, Đức Giám mục Chủ Phong dùng những lời của Hội Thánh để huấn dụ cộng đoàn dân Chúa và nhắn nhủ tiến chức. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trích đoạn Tin Mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe công bố ghi lại việc Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết thập giá, sống lại và lên trời vinh hiển, đã hứa ban Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật và là đứng bảo trợ sẽ đến với các môn đệ. Chúa Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ mọi điều và làm cho các ngài nhớ lại và thấu hiểu mọi điều Thầy đã dạy mà trước đây các ngài chưa hiểu rõ. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Chúa Giêsu từ khi người nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu đến bờ sông Giô-đăng lãnh nhận phép rửa của Gioan, và dưới hình chim bồ câu, Thánh Thần sức dầu tấn phong người làm đấng Mêsia cho dân Israel và cho muôn dân. Thánh Thần ban sức mạnh và gìn giữ Chúa Giêsu vượt qua cơn cám dỗ cơm bánh, quyền lực và tham vọng sau 40 ngày chai tịnh nơi hoang địa. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong sứ vụ đầy gian nan khốn khó, với những dị nghị dèm pha chống đối của giới lãnh đạo, các kinh sư và biệt phái Do Thái, đến việc người bị loại trừ và dẫn đến cuộc khổ nạn và cái chết bi thương trên thập giá. Chính với quyền năng của Thánh Thần mà Chúa Giêsu công bố lời, làm các phép lạ và chữa lành các bệnh nhân, xua trừ ma quỷ và thứ tha tội lỗi. Chúa Thánh Thần đã phục sinh Chúa Giêsu từ cõi chết. Toàn thể đời sống và sứ vụ của Chúa Giêsu cho đến cái chết và sự phục sinh đều diễn ra dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Thánh Thần. Chúa Giêsu luôn vâng nghe Thánh Thần để chu toàn sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho người. Bài trích sách công vụ mà chúng ta vừa nghe công bố mô tả biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mạnh mẽ như cuồng phong và nóng cháy như lửa. Xuất hiện những lửa như bằng lửa phân tán ra và đậu trên từng người, và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, trên đoàn tín hữu đang vây quanh các ngài trong ngày lễ ngũ tuần năm ấy. Và hôm nay, qua trích đoạn sách công vụ trên, chúng ta chiêm ngưỡng hoa trái đầu tiên của Thánh Thần. Đó là các tông đồ bước ra khỏi nơi ẩn trốn vì sợ người Do Thái, ra khỏi tâm trạng nhát đảm, hoài nghi, hoang mang vì cái chết và sự sống lại từ cõi chết của Thầy Chí Thánh, và mạnh mẽ cất cao lời sao giảng cho đám đông với nhiều thứ tiếng khác nhau về Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Sách công vụ cho thấy làm thế nào mà giáo hội tiên khởi đã chuyển mình từ một cộng đoàn nhỏ đi theo Chúa Giêsu gồm những môn đệ ít học, thiếu thốn của cải và địa vị xã hội, đã trở thành một cộng đoàn Kitô hữu hơn 3.000 người hôm ấy, cùng làm chứng về tình yêu, bình an, tha thứ và chữa lành của Chúa Giêsu cho thế giới. Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu được Chúa Giêsu sai đến với các tín hữu và hội thánh. Từ giây phút ấy, Chúa Thánh Thần hiện diện, đồng hành,
hướng dẫn các tông đồ và hội thánh thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân. Các cụm từ "chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần", "Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định", "Thánh Thần phán bảo", rải rác trong sách công vụ nói lên sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, và hội thánh luôn vâng nghe Thánh Thần trải qua dòng lịch sử cứu độ từ thời sơ khai đến thời hiện đại, bắt đầu từ những con đường tại Jerusalem trong ngày lễ hiện xuống với việc rao giảng phi thường của các tông đồ ngày hôm ấy cho đến hôm nay trên mọi nẻo đường thế giới với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều thế hệ Kitô hữu khác nhau tiếp tục loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và bảo trợ hội thánh và các tín hữu Kitô. Hiền đệ Emmanuel thân mến, Thiên Chúa qua tác vụ của Giáo hội Mẹ chúng ta trao ban cho hiền đệ trách vụ mục tử của đoàn chiên giáo phận này. Chắc chắn hiền đệ không tránh khỏi những ưu tư trăn trở về bổn phận và trách nhiệm ấy. Thánh Phêrô tông đồ trong thư thứ nhất gửi các bậc kỳ lão, tức là các vị lãnh đạo các giáo đoàn, đã nêu ra những phẩm tính của người mục tử, đó là chuyên cần chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó, không vì miễn cưỡng nhưng hoàn toàn tự nguyện, không vì lợi lộc nhưng vì lòng nhiệt thành, không chuyên chế lộng hành nhưng phải nêu gương sáng cho đoàn chiên. Bằng đức ái mục tử, hiền đệ là người lãnh đạo giáo đoàn theo gương Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành luôn nuôi sống chiên bằng lời Chúa và Thánh Thể, bảo vệ chiên khỏi sói dữ, chữa lành chiên đau bệnh, tìm kiếm chiên lạc, đi đến với các chiên đang sống ở vùng ngoại biên của giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha Francisco trong lễ trao ban tước vị Hồng Y ngày 15 tháng 12 năm 2015 tại Roma đã đưa ra cho chúng ta các tiêu chí mới của trách vụ mục tử thời hiện đại. Ngài dạy chúng ta rằng con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Chúa Giêsu, đó là con đường của lòng thương xót và hội nhập, tiếp đón người con hoang đàn, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, xắn tay áo lên dấn thân chứ không thụ động, nhìn nỗi khổ đau của thế giới, đổ đầy tràn lòng tư bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người, ra khỏi ràng chiên để đi tìm người ở xa trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Tác vụ mục tử ấy chỉ có thể được chu toàn và sinh hoa trái khi chúng ta biết ngoan ngoãn vâng theo nghe Thánh Thần. Chính Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thúc giục chúng ta đến với các chiên, và chúng ta sẽ tìm được niềm vui, bình an trong sự tận tâm phục vụ và xây dựng hội thánh. Giờ đây, với lời tuyên hứa và trong sự vâng nghe Thánh Thần, hiền đệ hãy phó thác đời sống và tác vụ giám mục của mình dưới sự soi dẫn của Thánh Thần, cùng với sự hiện diện và chúc phúc của Mẹ Giáo hội, qua sự hiện diện của vị đại diện Đức Thánh Cha Francisco, các đức Hồng Y, tổng giám mục của các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa đang sốt sắng cầu nguyện cho hiền đệ hôm nay tại nhà thờ chánh tòa Bà Rịa này. Amen. Lời hứa của tiến chức. Đức giám mục chủ phong sẽ thỉnh vấn tiến chức về các nhiệm vụ mà Ngài sắp lãnh nhận. Những lời thưa muốn của tiến chức trước cộng đoàn hẳn phải đến từ trái tim
tràn đầy tình yêu mến Đức Kitô và Hội Thánh. Theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp thụ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy hiền đệ thân mến, hiền đệ cứ muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với ơn Chúa Thánh Thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong Hội Thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng diện thể Đức Kitô là Hội Thánh và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống hiệp nhất với người dưới quyền của đứng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đứng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân Thánh Chúa đi vào con đường cứu độ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn kết hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Kinh cầu các thánh. Sứ mạng thật cao cả, nhưng thân phận con người lại thật mỏng giòn. Giờ đây cộng đoàn chúng ta nài xin các thánh cầu bầu để Chúa đoái thương rộng ban muôn ơn trên tiến chức, giúp ngài chu toàn sứ vụ sắp lãnh nhận. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng là đứng hằng chăm sóc cho lợi ích của Hội Thánh, lấy lòng nhân từ ban ơn rộng rãi cho tiến chức này. Kính mời tiến chức phủ phục. Xin quý cha và cộng đoàn giữa lòng nhà thờ quỳ gối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Thánh Mi-ca-el cho chúng con. Cơn thánh tiên thần của Thiên Chúa cho chúng con. Thánh Giuse cho chúng con. Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh Gioan. Thánh Tô-ma.
Thánh Stephano. Thánh Ignacio, Thánh Antiochia, Thánh Augustino, Thánh Hilario, Thánh Vincent. Thánh Luca, Thánh Phanxicô và Dominico, Thánh Antôn, Thánh Phanxicô Xavier, Thánh Hieronymo, Thánh Nữ Teresa, Thánh Nữ Catarina, Thánh Siena, Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn từ đạo Việt Nam, các thánh nam nữ của Thiên Chúa, xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Khỏi mọi sự dữ, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi phạm tội lỗi, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi chết muôn đời, vì mầu nhiệm Chúa làm người, vì Chúa chịu chết và sống lại, vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống, chúng con là kẻ có tội, xin Chúa nghe lời chúng con, xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh, xin Chúa nghe lời chúng con, xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm chất hội thánh trong tinh thần đạo đức, xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau, xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phụng vụ Chúa. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho tiên chức này,
Xin Chúa đoái thương chúc lành và thành hòa tiên trước này. Xin Chúa đoái thương chúc lành thành hoa và thành hiền tiên chức này. Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đôi thương nghe lời chúng con khấn nguyện mà mở rộng nguồn hồng ân tư tế cho tôi tớ Chúa đây và tuôn trào trên tôi tớ Chúa phúc lành linh nghiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Phần 2, nghi thức chính yếu. Trong nghi thức tấn phong, hai yếu tố thiết yếu làm thành bí tích là việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Giờ đây Đức Giám mục chủ phong và các giám mục thinh lặng đặt tay trên đầu tiến chức. Qua việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, ơn Chúa Thánh Thần được thông ban và ấn tín được ghi trên tiến chức để Ngài thi hành nhiệm vụ của chính Chúa Kitô là Thầy, Chủ Chăn, Tư Tế và Ngài hoạt động nhân danh Chúa Kitô. Các giám mục hiện diện cùng hiệp cùng giám mục chủ phong đặt tay trên đầu tiến chức như dấu chỉ sự hiệp nhất trong chức tư tế tối cao và đón nhận tiến chức vào giám mục đoàn. Không phải lời giống.
Lời nguyện tấn phong. Lời nguyện tấn phong vừa là lời khẩn xin, vừa xác định ý nghĩa của việc đặt tay và tác vụ được trao. Sách tin mừng được đặt trên đầu tiến chức trong lời nguyện, nói lên sứ mạng chính yếu của Ngài. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự xuống trên trời cao thẳm và đoái nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Và Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tuyển định cho dòng dõi những người công chính được phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế để và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây xin Cha tuôn đổ trên vị tiên chức này thần lực phát xuất từ nơi Cha là Thánh Thần thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh Cha và ca tụng danh Cha muôn đời. Lạy Cha là đứng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết chăn dắt đoàn chiên thánh của Cha và thực hành chức thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày. Ngõ hầu tôi tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha và tiếng dâng lễ vật của hội thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh của Thánh Thần được lãnh nhận quyền thượng tế tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và tháo gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiếng dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch nhờ Đức Giêsu con Cha, nhờ người mà vinh quang quyền lực và vinh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Kính mời cộng đoàn ngồi. Phần 3: Các nghi thức diễn nghĩa. Các nghi thức còn lại vừa làm trọn vẹn ý nghĩa bí tích, vừa làm rõ sứ mạng của chức tư tế tối cao mà Đức Tân Giám Mục vừa lãnh nhận. Sức dầu thánh trên đầu tân chức. Dầu được sức trên đầu vì Tân Giám Mục biểu thị việc Ngài được tham dự vào chức tư tế tối cao của Đức Kitô. Thiên Chúa là đứng đã cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu huyền nhiệm và lấy ân phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được
phong phú. Trao sách tin mừng. Sách tin mừng được đặt trên đầu tân chức trong lời nguyện tấn phong, và việc trao sách tin mừng giờ đây cùng nói lên nhiệm vụ chính của giám mục là rao giảng tin mừng. Hiện đệ hãy lãnh nhận phúc âm và hãy rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Trao nhẫn giám mục. Nhẫn là biểu tượng lòng trung tín và sự kết hợp với hội thánh như bạn trăm năm. Hiện đệ hãy nhận lãnh chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyền làm trang sức. Hiện đệ hãy gìn giữ hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn. Đội mũ Mitra. Việc đội mũ giờ đây làm lời mời gọi tân giám mục ân cần thánh hóa bản thân để thánh hóa dân Chúa. Hiện đệ hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiện đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiện đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Trao gậy mục tử. Gậy chủ chăn mà đức tân giám mục đón nhận là biểu thị nhiệm vụ cai quản hội thánh được trao cho ngài. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy này, dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn, và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên. Nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội thánh Chúa. Giờ đây đức giám mục chủ phong sẽ dẫn đức tân giám mục ngồi vào chỗ danh dự giữa các giám mục đồng tế. Đức giám mục chủ phong và các đức giám mục hiện diện sẽ trao hôn bình an cho đức tân giám mục. Cử chỉ này là dấu chỉ sự hiệp thông và nhận ngài vào giám mục đoàn. Thánh yên con, cho con làm người của
nghi thức tấn phong giám mục đã kết thúc. Thánh lễ giờ đây được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể, là cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta và cho cả nhân loại mọi thời mọi nơi. Chị em hay cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ này được dâng lên để cầu cho hội thánh Chúa và cầu cho tôi tớ Chúa là Đức Tân Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đây. Chúa đã đặt người làm thượng tế trong dân Chúa, thì xin Chúa ban cho người nhiều nhân đức tông độ để làm cho đoàn chiên được tăng trưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Bằng sức việc sức giàu thánh thần, Chúa đã đặt con một cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vĩnh cửu, và đã đoái thương an bài cách kỳ diệu là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chân chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được tuyển chọn làm sở hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay.
những người này nhân danh người làm sống lại tế cứu độ nhân loại. Khi dọn cho các con cái cha bữa tiệc vừa qua và làm gương cho dân cha bằng đức mến, nêu nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sức họ bằng các bi tích. Khi phó mạng sống mình cho cha và cho phần rỗi các anh em, những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và làm bằng chứng về cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế lại cha cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng cha rằng: Thánh ơi, ơi, Chúa là Thiên Chúa thần đạo binh, trời đêm ngày tinh quang chúa, hoàng hộ Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng người đến nhân danh Chúa, hoàng hộ Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm ly chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lại Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được khi tu nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, con là tôi tớ bất xứng của Chúa,
và các đức giám mục Việt Nam cùng với tôi tớ Chúa là Đức Tân Giám Mục Emmanuel mà hôm nay Chúa đã muốn đặt làm mục tử của giáo phận Bà Rịa và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đức giám mục trong hàng giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân giáo phận Bà Rịa chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin nhờ sức mạnh của bi tích thánh thể gia tăng ơn Chúa nơi tôi tớ Chúa, đây là Đức Tăng Gia Mục Emmanuel, để người Chú toàn cách xưng đáng thừa tác viên chủ chăn cho Chúa, và sẽ được phần thưởng muôn đời sau khi trung thành phân pha các mầu nhiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây cộng đoàn chúng ta sốt sắng lãnh nhận phép lành đầu tay của Đức Tân Giám Mục. Xin cho từ nay, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, nhờ gương lành và việc cử hành các bí tích của Ngài, Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo phận và từng người chúng ta muôn phúc lành, gìn giữ chúng ta kiên vững trong đức tin và mạnh bước trên đường thánh thiện. Chúa xin dâng thánh hiến tôi,
phố mới lãnh nhận. Cầu khấn Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn ân ân phúc và soi dẫn trong mọi lúc, cho con luôn sáng ngời niềm tin khi dân chuẩn vững lòng nguyện xin. Hằng biết vâng nghe Ngài, tin yêu xôn nên nào nhạt phai. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Thánh Thần Chúa sưng dầu thánh hiến tôi, Thánh Thần tình yêu Chúa hướng dẫn tôi, thúc mạnh tôi, tôi xin vâng nghe Thánh Thần. Thánh Thần Chúa ngự trong tôi, khiến tôi kêu lên rằng Abba lạy Cha. Đây là phần chúc mừng Đức Tân Giám Mục. Kính thưa cộng đoàn, chính thức thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam và cách riêng trong dịp đại lễ Tấn Phong hôm nay, đó là Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Giralli. Giờ đây Ngài sẽ có đôi lời chúc mừng dành cho giáo phận Bà Rịa và cách riêng ngỏ với Đức Tân Giám Mục. Quý Đức Cha, quý Cha, quý Tusi, Ancien Tammen. I greet all of you with the words of the liturgy. Grace to you and peace from our God, our Father and the Lord Jesus Christ. Tôi cùng tham dự với anh chị em trong buổi cử hành phụng vụ ngày hôm nay, và tôi cầu nguyện này xin Thiên Chúa ban đặc biệt ơn lành của Ngài xuống trên Đức Cha cũng như toàn thể cộng đoàn của chúng ta. Dear Bishop Emmanuel, I am pleased to partake in your episcopal ordination together with Bishop Thomas,
as well as the other bishops here present, together with your priest and faithful of the Diocese of Baria. Đức cha Emmanuel kính mến, cùng với Đức cha Thomas và quý Đức cha hiện diện ngày hôm nay, cũng như các linh mục và toàn thể giáo dân, đặc biệt giáo dân giáo phận Bà Rịa, tôi rất vui được tham dự ngày lễ phong chức giám mục của Đức cha. I express my sincere congratulations and personal good wishes to you and to the Diocese of Baria for this occasion. Tôi bày tỏ lời chúc mừng chân thành và những lời cầu chúc tốt đẹp của tôi đến Đức cha cũng như toàn thể giáo phận Bà Rịa trong dịp này. Today I am happy to join my prayers to your intentions, and I ask the Lord to be your guide and strength as you begin to serve the Diocese of Baria with love and zeal. Hôm nay tôi hạnh phúc để hiệp chung lời cầu nguyện của tôi với những ý nguyện của Đức cha, và tôi này xin Thiên Chúa trở nên đấng hướng dẫn và là nguồn sức mạnh của Đức cha khi Đức cha bắt đầu phục vụ giáo phận Bà Rịa với tình yêu và lòng nhiệt thành. My presence among you as the pontifical representative aims at reinforcing the bond of communion with the Holy Father Francis, who has received the mission of confirming his brethren in the faith of Jesus Christ. Sự hiện diện của tôi, vị đại diện tòa thánh cùng với Đức cha, nhằm củng cố mối dây hiệp thông của chúng ta với Đức Thánh cha Francisco, đấng đã nhận sứ vụ củng cố anh em trong đức tin nơi Đức Giêsu Kitô. Dear Bishop Emmanuel, I assure you that Pope Francis shares in the desires and concerns of your apostolic service, and I confirm his affection, support and spiritual closeness to you. Thưa Đức cha Emmanuel, tôi bảo đảm với Đức cha rằng Đức Thánh cha Francisco hằng chia sẻ những mong ước và quan tâm phục vụ tông đồ của Đức cha, và tôi khẳng định lòng yêu mến, sự nâng đỡ và sự gần gũi trong tâm linh của Đức Thánh cha dành cho Đức cha. A bishop should be as a pastor configured to Christ in holiness of life, who spends himself generously for his flock. Vị giám mục qua sự thánh thiện trong cuộc sống sẽ là vị mục tử khắc họa hình ảnh của Đức Giêsu Kitô nơi chính cuộc đời của mình, đấng đã hiến thân mình vì đoàn chia. In today's episcopal celebration, through a new outpouring of the Holy Spirit, you have been configured to Christ, the eternal high priest, shepherd and bishop of souls. Trong cử hành nghi thức giám mục hôm nay, qua việc vừa được trao ban Chúa Thánh Thần, Đức cha trở nên đồng dạng với Đức Kitô, vị thượng tế, vị mục tử và giám mục của mọi tâm hồn. At the same time, you have been appointed for the ministry of teaching, sanctifying and spiritual guidance for building up the body of Christ, that is the church in the Diocese of Baria. Đồng thời, Đức cha được chỉ định trong tác vụ giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn tâm linh trong công cuộc xây dựng thân mình của Đức Kitô, đó chính là giáo hội tại giáo phận Bà Rịa. The effectiveness and fruitfulness of your ministry depends largely on your configuration to Christ. Tính hiệu quả và phong nhiêu trong tác vụ của Đức cha tùy thuộc rất lớn vào mức độ Đức cha trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô như thế nào. Indeed, the primary mission of the pastor is to nurture a genuine desire for holiness in all believers, to which we are all called, and your pastoral ministry must aim at this. Tác vụ chính yếu của vị mục tử là nuôi dưỡng niềm khát vọng chính đáng nơi các tín hữu là trở nên thánh thiện. Đây là ơn gọi của mọi người chúng ta, và đây chính là mục tiêu thừa tác vụ mục tử của Đức cha.
Dear Bishop Emmanuel, another priority I want to emphasize is attention to your priests, who are the closest collaborators of your ministry. Đức cha Emmanuel thân mến, tôi muốn nhấn mạnh đến một ưu tiên khác nữa, đó là sự quan tâm đến các linh mục, những người cộng sự viên gần gũi nhất thừa tác vụ của Đức cha. Show special affection to your priests and take care of their continuing formation. The spiritual care of his priest is a primary duty for every diocesan bishop. Hãy bày tỏ sao cho các linh mục cảm nghiệm được tình yêu thương của Đức cha dành cho họ và chăm lo đến việc thường huấn cho họ. Chăm sóc đời sống tâm linh cho các linh mục phải trở thành bổn phận ưu tiên hàng đầu đối với các giám mục địa phận. Moreover, as bishop, it is your task to watch over the celebration of the sacraments and worship in general. Hơn nữa, là giám mục, bổn phận của Đức cha còn trông nom việc cử hành các bí tích và phụng vụ nói chung. Therefore, safeguard the expectation of the faithful to have a dignified celebration. Bởi thế, bảo đảm sao cho đáp ứng niềm mong đợi nơi các tín hữu là có được cử hành phụng vụ trang nghiêm. Truly, the liturgy is the great school of Christian life where we become acquainted with the Lord and strengthen in our desire to follow him. Thật vậy, phụng vụ là trường học lớn cho đời sống người Kitô hữu. Nơi đó, chúng ta trở nên thân thiết với Thiên Chúa và củng cố niềm khát vọng bước theo Ngài của ta. Dear Bishop Emmanuel, I exhort you to tend the flame of love for Christ at the altar each day, drawing from its heat and light the desire to give yourself to God and to the Church. Thưa Đức cha Emmanuel, tôi khích lệ Đức cha hãy chăm nom gìn giữ ngọn lửa của tình yêu với Đức Kitô nơi bàn thánh mỗi ngày. Hãy kiếm múc từ sức nóng và ánh sáng của ngọn lửa này niềm khao khát được dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho giáo hội. I invoke upon you through the intercession of Mary, the Mother of God, the divine gifts of joy and peace. Tôi nài xin ơn thánh với niềm vui và bình an xuống trên Đức Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúc mừng Đức Cha Emmanuel. Kính thưa cộng đoàn, với việc tấn phong hôm nay, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chính thức là thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giờ đây, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ có đôi lời chào mừng và giới thiệu với quý Đức cha. Chúng con trân trọng kính mời. Xin kính chào Đức Emmanuel, Đức cha Emmanuel, Tân Giám mục Phó của Giám mục Bà Rịa. Như cha nói đó, đón Đức cha vào linh mục đoàn thì con vì tư cách là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho nên xin đón cha vào giám mục đoàn. Còn giới thiệu cha với các đức cha với mọi người khác thì ai cũng biết hết rồi. Và con đã có cơ hội làm việc với cha trong ủy ban giáo lý Đức Tin nhiều năm thì thấy được cái lòng nhiệt thành của Đức cha, cái sự sâu sắc của Đức cha. Và ước mong trong cái tương lai sắp tới, Đức cha để phục vụ rất tốt cho không những giáo phận Bà Rịa mà còn cho giáo hội Việt Nam nữa. Nhân cơ hội này con cũng xin chúc mừng Đức cha Thomas, Đức cha chính, Đức cha chủ nhà. Con thấy Đức cha sáng nay đọc tiếng lớn hơn, mạnh hơn, thấy vui vẻ hơn, thấy tự tin hơn. Xin Chúa chúc lành cho cha và xin Chúa ban cho cha thêm sức khỏe để cha còn những năm còn lại phục vụ và giúp đỡ Đức cha Phó một cách tốt đẹp. Con xin hết.
Giờ đây, chúng con xin kính mời đại diện Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Bà Rịa có đôi lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó. Trọng kính Đức Cha Emmanuel, thánh lễ tấn phong giám mục của Đức Cha vừa được cử hành một cách trang trọng trong niềm vui của Cộng đoàn Dân Chúa. Con xin đại diện cho linh mục đoàn giáo phận, chúng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu giáo phận Bà Rịa xin được chúc mừng Đức Cha và bày tỏ tâm tình tri ân sâu xa. Kính thưa Đức Cha, chúng con thật vui mừng khi nghe Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa. Chúng con cùng nhau tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho giáo phận và cùng nhau dâng những việc hy sinh để cầu nguyện cho Đức Cha. Trong niềm hân hoan dâng trào ngày lễ hôm nay, chúng con xin kính chúc Đức Cha luôn được đầy ơn Chúa Thánh Thần mà Đức Cha hằng tín thác và cậy trông trong cuộc đời mục tử. Với cương vị mới, Đức Cha sẽ thể hiện một cách sống động, vui tươi, an bình hơn, cho chúng con thấy rõ hơn nữa niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần mà hân hoan bước đi dù trước mắt còn nhiều gian nan, nhiều băn khoăn, nhiều trăn trở. Chúng con tin tưởng với lòng khiêm tốn vâng nghe và bước đi trong Chúa Thánh Thần, Đức Cha sẽ đón nhận được rất nhiều ân sủng, niềm vui và hạnh phúc cho đoàn chiên của mình trong hướng đi ngày mai. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban sức mạnh để Đức Cha hoàn thành được những ước muốn và những ưu tư cho đoàn chiên giáo phận mà từ hôm nay Đức Cha ghé vai vào để gánh vác. Như người mục tử theo mẫu gương của Chúa Giêsu yêu thương đến cùng để dẫn chiên đến và giữ chiên ở lại mãi trên đồng cỏ xanh tươi với dòng suối mát của ân sủng để chiên được sống và sống dồi dào. Chúng con toàn thể linh mục đoàn, chúng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân nguyện tuyệt đối kính trọng và vâng phục trong mọi quyết định của nhiệm vụ giám mục của Đức Cha nhằm làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con kính chúc Đức Cha luôn mạnh hồn, khỏe xác và lòng can đảm tông đồ để cùng với Đức Cha Tô-ma mưu cầu ích lợi cho đoàn chiên giáo phận Bà Rịa đã được trao phó cho quý Đức Cha. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện thật nhiều cho quý Đức Cha và hết lòng cộng tác với quý Đức Cha trong mọi lãnh vực nhằm thăng tiến đời sống đức tin của dân Chúa và loan báo tin mừng cho muôn dân. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse chúc lành cho công việc mục tử của Đức Cha. Chúng con xin chúc mừng và xin được chia sẻ niềm vui hôm nay cùng với Đức Cha. Chúng con xin gửi đến Đức Cha lòng yêu mến của chúng con qua lãng hoa tươi. Xin Đức Cha vui nhận. Và trước khi đại lễ tấn phong giám mục kết thúc, Đức Tân Giám Mục sẽ có đôi lời tri ân mẹ hội thánh, cảm tạ quý quan khách và ngỏ lời với cộng đoàn. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tân Giám Mục. Trọng kính quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong thánh lễ, mọi người đã cùng con dâng hiến lễ tạ ơn lên Thiên Chúa. Và giờ phút này,
xin cho phép được tỏ bày tâm tình tri ân đối với tất cả mọi người. Và hôm nay cũng xin cho phép con không dùng những khuôn phép xã giao trịnh trọng quen thuộc để chỉ nói lên những lời cảm ơn ngắn gọn nhưng chân thành từ đáy lòng con, cùng với tâm tình yêu thương gửi đến mọi người. Lời cảm ơn đầu tiên con xin gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa, các giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân trong và ngoài giáo phận, những người đã cầu nguyện đặc biệt cho con, nhất là từ khi biết tin con được bổ nhiệm làm giám mục. Lời cảm ơn đặc biệt con xin dâng về Đức Thánh Cha Francisco và Đức Khâm Sứ Leopoldo Sherelli. Votre excellence, c'est le meilleur moment pour adresser à vous et à sa sainteté le pape François mes sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait pour notre diocèse de Paris, en particulier pour moi dans le processus de mon ordination épiscopale. Grand merci et que Dieu vous bénisse toujours. Con xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, đặc biệt Đức Cha Thomas kính yêu của chúng con, đã chia sẻ, khích lệ và hôm nay hiện diện để cầu nguyện và chúc phúc cho con, đồng thời thân ái tiếp nhận con như một thành viên mới của Giám mục đoàn. Con xin cảm ơn Quý Cha Tổng Đại diện, Quý Cha Giám đốc các đài chủng viện, Quý Cha, Quý bề trên các hội dòng, Quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, gia đình thân tộc và bạn bè thân hữu đã cầu nguyện nhiều cho tôi. Và lời cảm ơn sâu đậm tôi muốn gửi đến một số người đặc biệt, nhưng rất nhiều không thể kể ra hết được, và nhiều đến độ làm tôi áy náy khi nghĩ đến sự vất vả. Trước tiên là của các cha trong ban tổ chức và tất cả những người đã cộng tác cách này cách khác trong việc chuẩn bị và tổ chức ngày lễ hôm nay. Nhưng rồi cũng chỉ biết một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Và nối vào những lời cảm ơn ngắn ngủi đó, có một lời van xin dài hơn, để xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con và cầu nguyện thật nhiều hơn nữa cho con trong sứ vụ mới. Con xin cảm ơn và kính chào. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa ban phúc lành và gìn giữ hiền đệ. Ngài đã muốn đặt hiền đệ làm thượng tế của dân Ngài, thì xin Ngài cho hiền đệ đời này được hân hoan và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Xin cho giáo sĩ và giáo dân mà Chúa đã muốn quy tụ lại theo ý định của Chúa, nhờ hồng ân Chúa ban và sự chăn dắt của hiền đệ, được hướng dẫn cách tốt đẹp trong thời gian lâu dài. Amen. Xin cho những người biết tuân phục lời giáo huấn của Thiên Chúa, không làm chi đối nghịch nhưng thực hành mọi điều ngay chính và trung tín tuân theo thừa tác vụ của hiền đệ, được hưởng bình an trong thời hiện tại và đang được cùng các thánh chung hưởng phận phúc muôn đời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Sau bài hát tạ lễ, chúng con kính mời quý Đức Tổng, quý Đức Hồng Y và quý Đức Cha chụp hình lưu niệm với Đức Tân Giám Mục tại bậc cấp trước cung thánh. Chúng con chân thành cảm ơn. Cầu mong Ngài can đảm và khôn ngoan.